sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất của chủ sở hữu, bảo vệ lợi ích hợp pháp và giúp tránh rủi ro cho nhiều người mua bất động sản. Nhưng hiện tại còn rất nhiều nhà đầu tư nhỏ đi mua bán đất đai bằng giấy viết tay, mua bán đất qua nhiều chủ và chưa có sổ đỏ. Vậy làm sổ đỏ thế nào để giúp tăng giá trị thửa đất và dễ dàng hơn trong các giao dịch mua bán hoặc thế chấp? Theo Điều 134 Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất là cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai 2024. Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà đất viết giấy mua bán bằng tay gồm các bước sau. Bước 1. Người đăng ký xin cấp sổ đỏ chuẩn bị đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo mẫu 04, DK. Bước 2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường để được xử lý. Bước 3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa. Bước 4. Trả kết quả. Thời gian trả kết quả trong vòng 30 ngày nếu hồ sơ hợp lệ. Như vậy, giấy chứng nhận sẽ được cấp cho người đang sử dụng đất nếu như bản thân họ tuân theo các bước trên và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết đủ điều kiện được cấp chứ không cấp cho người chủ đầu tiên của thửa đất.